đây. Ok, và hi, xin chào tất cả các bạn nha. Mình tên là Vinh đây. Trước khi mà mình cho cái con này uống 1000 cái chai thuốc á, thì mình vừa tìm ra được một cái video rất là thú vị luôn nè các bạn xem nha. Các bạn thử tưởng tượng xem, nếu mà cái con Talking Juan kết hợp với cái con thú cưng Bill thì nó sẽ ra cái con gì? Coi nha. Nà ní. Ủa? Cái con mèo mà nó kết hợp với cái con beo thì nó ra cái con này nè các bạn. Thật là quái trưởng các bạn à. Ở cái con này á, thường mình nó không có tay đúng không? Nhưng mà kết hợp với cái con mèo thì nó có hai tay. Ồ, rất là độc lạ bình bông luôn nha các bạn. Ok, tiếp tục nha. Tiếp tục đó chính là cái con này nè. Cái con Chuckin Pablo sẽ kết hợp với cái con thú cưng Bell thì sẽ ra cái gì đây? Các bạn đón xem nha. Ui giời ơi. Tôi cũng cạn lời luôn á các bạn ơi. Cái ông nào làm cái video gì mà cái gì vậy? Cho cái con mèo mà nó kết hợp với cái con cá thì nó sẽ ra cái gì? Trời ơi, tôi không tưởng tượng nổi luôn á nha mọi người. Cái gì vậy trời? Con này là con cá mèo các bạn à. Ok. Uầy. Ôi trời ơi. Cho cái con Talking Pablo kết hợp với cái con Talking Juan nó ra gì đây? Làm sao vậy? Ôi, các bạn xem video nhớ bấm like và đăng ký kênh nha. Tiếp tục thôi nào. Nhưng mà đầu tiên mình sẽ xem video của người ta hướng dẫn cho Talking Pablo uống 1000 chai thuốc. Đầu tiên là mình sẽ xem một cái video, đó chính là cho cái con Talking Pablo này uống 1000 cái chai thuốc nha các bạn. Đó, sau khi mà mình xem xong cái video này, một lát mình sẽ vào game mình làm thử coi có làm được không. Ok, đầu tiên là cho nó ăn 10 cái con nhện nha. Nhớ rồi. Sau đó là cho nó uống một cái ly sữa. Tiếp theo là cho nó đi tắm nha. Nhớ để tôi nhớ lại cái coi. Ok, tắm xong rồi cho nó ăn 5 miếng thịt gà quay hả? Ok, thịt gà hả? Ok. Rồi, nhớ. Sợ một lát mình quên cái rồi. Khi mà cho cái con này nó ăn xong á thì cho nó chơi trò chơi nha. Rồi để coi nó chơi gì đây. Nó chơi đua xe nha các bạn. Rồi cái con Talking Pablo nó đang ngồi trên xe nè các bạn. Nhưng chị xì mo, anh đây là chủ nhân đại ca bình quận tư. Ai cũng đều mời. Nhưng lúc chạy đua sẽ anh là phong nhân vì xe anh mạnh hơn. Xe nhiều xăng. Phải nè. Ôi các bạn ơi, mình hiểu rồi, là phải cho cái con Talking Pablo này chạy xe được 1000 điểm nha các bạn nè. Đó, trời ơi, kèo này hơi khó nữa nha. Ok, rồi đã tới lúc rồi nè, cho nó uống 1000 cái chai thuốc nè. Để mình xem cái video này coi người ta làm như thế nào nha. Đó, đầu tiên á, uống xong là nó nằm xuống rồi đó. Đó, nó nhảy một cái. Rồi sao nhiều quá vậy? Ủa? Trời, nó uống 1000 cái chai thuốc xong nó thành ác quỷ luôn rồi. Rồi, tôi cũng phải vô game tôi chơi cho nó uống 1000 cái chai thuốc luôn rồi. Để coi nó gai gì nha. Mình đã vô game rồi, mình sẽ làm thử nha, hi hi. Ok, và Vinh đã vào game rồi nè các bạn ơi. Mình sẽ làm thử coi có làm được không nha. Vinh đã vào game rồi nè các bạn ơi. Mình sẽ làm thử coi có làm được không nha. Ê mà khoan, cái câu này nó cũng có tính năng là nói theo tiếng của mình luôn nha các bạn nha. Mà mình thấy cái câu này nó lạ lắm nha. Nó nói chuyện á, mình nó không có mở miệng ra. Mà mình thấy cái câu này nó lạ lắm nha. Nó nói chuyện á, mình nó không có mở miệng ra. Đây thì đầu tiên á, là mình phải cho nó ăn 10 cái con nhện nha các bạn. Ở đây có bán nè. Đó, ok, cho nó ăn 10 con nhện nha. Một con nè, hai nè. Ok, ăn 10 cái con nhện xong rồi. Rồi cho nó uống một ly sữa. Ăn
10 cái miếng thịt gà này các bạn. Ủa, ăn 10 miếng hay là 5 miếng ta? Thôi cho nó ăn 10 miếng luôn. Ok. Gì ơi, vậy là cho nó ăn 10 miếng thịt gà là nó sẽ nhảy nha các bạn. Tiếp theo là phải tắm nhau một cái, mặc dù là nó đang rất là sạch nha. Nãy xong. Và tiếp theo mình phải qua cái phòng chơi game. Nó có cái mục play nè, mình chọn vào nha. Đó, xong rồi lựa chọn cái trò chơi số 3. Đó, thì mình sẽ điều khiển cho cái con Chuckin Pablo này đua xe nha các bạn. Đó các bạn, trời ơi. Mình phải chơi làm sao á mà được 1000 điểm mới được nha các bạn. Đó, 1000 điểm. Trời ơi, vậy chết luôn rồi. Đổ xăng chịu cho em. Ủa sao đường này nó dốc quá vậy? Mình đã chơi được 115 điểm rồi nè. Ôi, mình đã chơi được 525 điểm rồi. Cố lên nào. Rồi đi rồi. Ôi, còn 10 điểm nữa thôi. Cãi được thôi. Mình đã đủ 1000 điểm rồi nha mọi người. Như vậy là đã hoàn thành xong thử thách. Mình phát hiện ra một cái bí mật này rất là thú vị luôn nè. Thay vì mình chạy tới đúng không? Đó, mình không có chạy tới nữa. Mình lùi xe lại. Đó, mình lùi xe lại nè. Đó. Thì bắt đầu là cái con Chuckin Pablo này, cái xe nó quay luôn nè. Bình Dương đã tới cái khúc mà quan trọng nhất rồi, đó chính là mình sẽ mua 1000 cái chai thuốc độc nha các bạn cho cái con này uống. Ok, mua nha. Mình mua 426 chai mà nó để là 42 mà ở dưới là số 6. Ủa cái game gì kỳ cục vậy? Nè, còn 5 chai thuốc nữa thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, đây, mình đã mua được 1000 chai rồi nha các bạn. Do là mình mua nhiều quá nên là cái con số á nó để rất là lạ luôn nha, chứ thật ra là 1000 chai thuốc đó nha. Ok, bắt đầu uống nè. Oh. Thật là tội nghiệp em ấy. Rồi tỉnh dậy đi. Đó, sau khi mà tỉnh dậy là người đỏ lét luôn rồi các bạn. Cho nó uống thuốc giải này nha. Nhảy cái liền. Nếu mà cho nó uống thêm một cái chai thuốc độc nữa. Thôi, thì xung quanh màn hình sẽ bao quanh một màu đỏ. Sau khi mà mình đã cho nó uống 999 chai thuốc và chỉ còn một chai cuối cùng nữa thôi, để xem nó ra gì đây. Đấy, uống đi. Ok, để xem nó ra gì nha. Ủa, rồi quay. What? Bạn ơi, nó biến thành cái con Chuckin Zuan. Đây là phiên bản kinh dị hả? Ôi, ở trên tay của nó có cầm cái con mà Chuckin Zuan kìa. Ôi, thấy ghê quá à. Kiểu này là mình phải tắt máy, mình chạy thôi. Các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh nha. Mình phải đi chạy nữa. Còn nhiều video hay lắm nè, các bạn hãy chọn vào nha.